bốn thành viên trong gia đình thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra tại con sông chảy xiết phía nam Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ vừa lấy chồng và ba thành viên khác trong gia đình. Nhóm chụp ảnh selfie dưới sông có sáu người nắm tay nhau tại vùng nước sâu ngập ngang thắt lưng. Bất ngờ, người phụ nữ xa chân vào vùng trũng kéo theo nhiều người khác chìm xuống và bị nước cuốn trôi. Cảnh sát địa phương cho biết, chồng người phụ nữ cứu được một người trong số này, nhưng số còn lại, gồm cả người vợ và con trai 14 tuổi, đã đuối nước các chuyên gia cảnh báo xu hướng khoe ảnh trên mạng xã hội đã dẫn tới thảm kịch kiểu trên. Hồi tháng 3, ba thiếu niên chụp ảnh tự sướng trên đường tàu ở bang Haryana, Ấn Độ, đã bị tàu đâm chết. Năm 2017, ba sinh viên Ấn Độ chụp ảnh selfie trên cầu đường sắt ở phía nam bang Karnataka cũng thiệt mạng do bị tàu đâm. Cùng năm, một người đàn ông ở bang Odisha bị voi dẫm chết sau khi cố chụp ảnh selfie với động vật. Nghiên cứu của Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ năm 2019 cho biết, 259 người trên khắp thế giới đã thiệt mạng khi chụp ảnh selfie trong khoảng thời gian từ năm 2011 tới 2017, đứng đầu danh sách là Ấn Độ, tiếp sau là Nga, Mỹ và Pakistan.